Đây là khu vực đại lộ Hòa Bình đâu quý vị. Gần 10 giờ sáng rồi đó mà nước nó vẫn còn đây nè. Nhắc lại quý vị là đại lộ Hòa Bình nha quý vị. Giờ này lượng xe bắt đầu đổ ra đi làm nè, tại sáng giờ không, nói chung là không ra đường được, nói chung là ngập khá nhiều và mưa. Hiện tại bắt đầu xe bắt đầu đổ bà con mình đi làm đó, hôm nay có thể đến cơ quan muộn đó quý vị. Hiện tại là 10 giờ sáng, gần 10 giờ sáng rồi đó mà nước như vậy. Hôm nay nói chung là kỷ lục luôn. Nhắc lại với quý vị là khu vực đại lộ Hòa Bình nha quý vị. Góc đường của đại lộ Hòa Bình và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó quý vị. Đường đây là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng đang làm lại đó quý vị, đặt cống rồi đó. Hiện tại là 10 giờ sáng mà nước nó vẫn còn chưa rút nha quý vị. Đại lộ Hòa Bình đó quý vị. Nước vẫn còn quý vị ơi. Chào mừng quý vị đã trở lại về kênh đó quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem ủng hộ kênh luôn. Hiện tại là 7 giờ 8 giờ tối rồi đó, gần 8 giờ tối đó. Thành phố Cần Thơ nước bắt đầu lên quý vị. À, một dòng của thành phố Cần Thơ cho quý vị xem nha. Đoạn đường này là 30/4 quý vị. Ban đêm quý vị ơi, xem một số tuyến đường của đường 30/4 mức độ nước lên thế nào. Ngày đêm ngày hôm qua nước lên chỗ Hòa Bình cũng khá nhiều ha. Quý vị là đường 30/4 quý vị. Binh cơm quý vị ơi.
đầu lên đó quý vị. Đây là đường cách mạng 8 nha quý vị. Hiện tại là 10 giờ sáng rồi đó, nhưng mà nước vẫn còn quý vị ơi. Đường cách mạng tháng 8 thì mình cập nhật những cái tuyến đường cho quý vị xem nhé. Nhắc lại quý vị là đường cách mạng tháng 8. Giờ sáng đó quý vị mà nước vẫn còn á. Nhắc lại quý vị là tuyến đường cách mạng 8 nha quý vị. Theo các thông tin thì cái đường cách mạng 8 thì cũng mấy ngày qua thì nói chung ngập cũng kỷ lục luôn nha quý vị. Có những tiếng là ngập sâu luôn. Thì hiện tại là gần 10 giờ đó mà nước vẫn còn nè quý vị. Các tuyến đường cho quý vị xem ha. Chiều cường lên đó quý vị. Giờ này nước vẫn còn.
tuyến đường cách mạng 8 của gì anh. Giao thông chành nhau chạy gì đó, hai xe chạy hai bên không ra khỏi chạy luôn. Nước ngập mà chành nhau chạy gì đó quý vị. Đây cái đường nhỏ mà hai xe chạy gì nè. Cái ông này, cái ông 95C là ông này 7 nữa. Cũng là hai xe chạy dàn ngang vậy rồi thôi thua luôn. Ồ, vậy là tất cả các tuyến đường mà thấy đường cách mạng 8 này cũng nhập đá sâu gì đây. Hẻm nọc sâu luôn. Cách mạng 8 mà ngập cũng khá sâu nữa vậy. Nhắc là quý vị là đường cách mạng 8 nha quý vị. Chỗ Toyota Ninh Kiều nè. Hiện tại thì gần buổi trưa mà nước chưa rút luôn.
61 cách mạng 8 ngập luôn. Cái gì ơi? Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo quý vị. Nhắc lại quý vị là đường cách mạng 8 quý vị ơi. Lượng nước vẫn còn nhiều nha quý vị. Cập nhật tình hình là 9 giờ 20 sáng ha. Nhắc lại quý vị đoạn đường này là cuối đường này thám quý vị ơi. Nước vẫn còn nhiều quý vị. Trong chợ thôi khỏi nói là bà con mình đâu có đi chợ được. Ảnh hưởng đến tình hình buôn bán sáng nay nha quý vị. Đường này thám nha quý vị ơi, đường này thám. Tại lúc nãy buổi sáng nước lên và cộng thêm mưa đó quý vị. Nên nước rút, nước rất là nhiều luôn đó. Giờ này mà nước như vậy nè, 9 giờ 20 rồi. Của ngày 13 ha, 13 tháng 10. Còn nhiều tuyến đường mà đi tầm bậy là có thể nói là chết máy luôn á. Rồi mình sẽ đi vô trong phía chợ thế nào ha. Đường đề thám. Tình hình ảnh hưởng đến buôn bán và chợ thì không có ai đi luôn. Mấy chị đó không có chỗ ngồi luôn. Đây, hẻm mà thông qua đường Lý Tự Trọng là nó như vậy đây. Hiện tại là gần 10 giờ đó mà chưa có thấy dấu hiệu rút nha quý vị. Khá sâu quý vị. Nhắc lại quý vị, đây là khu vực chợ chỗ được cuối đường của đề thám á quý vị. Gần 10 giờ mà nước chưa rút luôn. Đây, vô những con hẻm này là thua luôn.
đường này thông ra Lý Tự Trọng đó quý vị. Quá trời nước chưa rút luôn. 10 giờ sáng rồi, xin nhắc lại 10 giờ sáng rồi. Quá trời bán giờ lên sạp đó rồi. Ảnh hưởng tới tình hình mua bán sáng nay nha quý vị, 10 giờ mà nước chưa rút á. Đường vô các hẻm đó quý vị, ngập hết rồi. Hẻm 85 đường Đề Thám. Đó. Kê ha, kê lên mấy cái kệ đó quý vị để bán buôn bán trái cây. Rồi. Gán đi quán ra khúc này đi. Rồi vô trong này thì đỡ hơn tí xíu nha quý vị.
nhắc lại những quý vị là hiện tại là gần 10 giờ sáng đó quý vị, mà nước vẫn chưa rút đó quý vị, không ảnh hưởng đến tình hình mua bán ha. Rồi mình chạy một đoạn đường này thám phía trên nữa quý vị, ra lại lộ Hòa Bình luôn đó. Trên này đoạn giữa thì không có ngập, cũng đỡ nha quý vị. Đoạn giữa đỡ hơn, phía cuối đường thì nhiều nhưng mà giữa thì đỡ hơn. Nghe thông tin trên các trang báo đài là hồi tối là đại lộ Hòa Bình là ngập kỷ lục luôn quý vị, hồi tối là nói chung là đỉnh kỷ lục luôn. Rồi cảm ơn quý vị ha, nhớ bấm like video để ủng hộ nha quý vị, cảm ơn và cảm ơn luôn đường đề thám quý vị ơi. Đại lộ Hòa Bình nước đã rút rồi đó quý vị, còn những cái chỗ sâu, nằm sâu trong những cái hẻm thôi, ngoài này thấy nước nó đỡ hơn rồi đó. Vậy là vẫn còn nước quý vị ơi, lấy đé đại lộ Hòa Bình không quý vị. Rồi tạm biệt, hẹn lại quý vị ơi, chúc sức khỏe quý vị nha. Rồi cảm ơn luôn, chào mừng quý vị đã trở lại với kênh á. Hôm nay cũng một buổi sáng đó quý vị, nước lên chung là cũng không thua gì mấy ngày trước đâu quý vị, thì cũng đi một số tuyến đường để ghi hình cho quý vị xem á. Chỗ này là đường Mậu Thân nha quý vị, siêu thị Lotte đó. Có một số xe bị chết máy đó, rồi nhà dân thì lấy cao su rồi chắn bao cát rồi cho đỡ, thì cũng ghi hình lại cho quý vị xem á. Rồi xin mời. Nước nó càng dâng cao quý vị ơi. Nhắc lại quý vị là đường Mậu Thân quý vị. Trời, chỗ này nó sâu rồi quý vị ơi. Xe mà yếu yếu thấp là cái gầm mà nó thấp là thua liền, tắt máy liền. Đoạn này có thể nói là kỷ lục luôn, ngập cá sâu. Đi vòng qua cầu Gạch Ngỗng và vòng lại cho quý vị xem á. Đoạn này quá trời quý vị ơi. Xe tải mà quý vị thấy không? Ngập hết luôn.
số bạn trẻ đó đón chỗ khu vực này, tại vì có chết máy thì mấy anh đẩy tiếp, chắc chắn là có chết máy thôi nếu mà xe mà bị cũ á. Đây đẩy tiếp đây. Rồi lên đây thì có mấy anh cứu hộ sửa bộ phận của Hồng Đức, sửa luôn. Đây cứu hộ luôn. Quá trời cái gì vậy? Rồi thêm một chiếc xe nữa quý vị ơi. Rồi vô cứu hộ luôn. Ờ cái máy này, anh bên Phong Gia Hồng Đức á. Đây là từ cầu Cành Ngỗng đổ xuống đó quý vị, hướng từ dưới Xuyên Khánh đi lên đó quý vị. Ngập quá trời ngập rồi. Nhắc lại quý vị là đoạn này đường Mậu Thân á. Rồi, sửa thành công rồi. Cái này với máng cầu đúng không gì? Ôi nhẹ đây, ngập ở trên của gì vậy? Nhắc lại quý vị là mình đứng đây là chỗ cầu Cành Ngỗng đó quý vị. Bên này có cái anh nhà gần đây ra cứu hộ xe luôn nè. Cứu hộ á. Mùa này là vụ mà chết máy là thường. Này dưới chân cầu Cành Ngỗng nữa quý vị. Quá trời tình hình nè. Đây ngay dưới cầu Cành Ngỗng là có cái điểm sửa xe miễn phí quý vị ơi, của Hồng Đức á, Yamaha có luôn.
có đội cứu hộ túc trực ngay chỗ cầu Gạch Ngỗng nha quý vị, Hồng Đức á. Mình tiếp tục đi khu vực của đường Mậu Thân nha quý vị, ngập cũng khá sâu luôn. Đây có mấy bạn trẻ giúp bà con mình. Là quý vị là đoạn đường Mậu Thân quý vị, khu vực 7 ha, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ. Anh lái xe bốn bánh này anh cũng lịch sự ha, anh lái chậm thôi, nếu mà lái tốc độ nhanh không quý vị, sóng nó đánh vô mấy xe các loại xe khác không quý vị. Rồi tổ dân phố số 9 phường Xuân Khánh, khu vực 7, rồi ngập luôn. Chung là rất may là cho cái quyết định mà cho học sinh nó nghỉ kịp thời đó quý vị. Chung là rất là mừng ha.
chỗ này nhắc lại quý vị là chỗ đường Mậu Thân đó quý vị, mấy con hẻm là ngập sâu luôn rồi đó. Tuyến đường của trận đạo gì chỗ này cũng các bạn có đưa tin là cũng ngập khá sâu á. Nhắc lại quý vị là tuyến đường trận đạo á.
nhắc lại với quý vị là tuyến đường của Trần Hưng Đạo nha quý vị. Trần Hưng Đạo. Ngay chỗ bệnh viện tim mạch đó quý vị, khá là vất vả. Với quý vị là đường Trần Đạo nha quý vị.
ngay chỗ bệnh viện luôn quý vị ơi, ngay chỗ bệnh viện tim mạch luôn, đường Chợ Hưng Đạo. Anh chú cô chị nào mà ở trung tâm nó không có việc gì cần thiết thì nên tránh chỗ đoạn này ha, ngập dữ lắm, ngập. Đường Chợ Hưng Đạo nha quý vị, quá trời ngập sâu quý vị ơi. Cái hình ảnh mà đi dọc đường chết máy là chuyện nói chung là rất là bình thường nha quý vị. Đây là cái đoạn chỗ ngay bệnh viện tim mạch ngập khá sâu quý vị ơi. Đây chỗ nhà hát Tây Đô rồi quý vị. Đó. Chỗ này là ngã ba Lý Tự Trọng đấy quý vị. Chạy sát sát vô, sát sát vô.
trời nước rồi. Rồi đẩy tiếp luôn bà con ơi, đó. Ngay chỗ này là cái điểm giao nhau của Lý Tự Trọng cái gì, trận đạo cái gì. Rồi mình chạy vô đường Lý Tự Trọng thử coi thế nào cái gì. Đây trong Lý Tự Trọng này cũng không thua gì luôn, quá trời luôn quý vị ơi. Hình ảnh xe chết máy là chuyện thường ha, thời điểm này. Quý vị đoạn đường Lý Tự Trọng nha quý vị. Nó chết máy hay sao vậy chú? Chết máy hả? Thua rồi. Nói chung là lực bất tòng tâm của gì giờ này chơi chết máy cũng không biết tìm đâu sửa nữa. Chỉ chờ cứu hộ lại thôi. Chứ giờ quá trời. Nói chung là mênh mông nước luôn. Mênh mông giờ mênh mông. Rồi đoạn video đến đây cũng khá dài quý vị. Đây là đường Lý Tự Trọng ha, xin nhắc lại. Rồi quý vị xem nhớ ủng hộ kênh, bấm like video để chia sẻ cho nhiều người cùng xem quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn. Cảm ơn và cảm ơn. Rồi hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo á. Nhớ bấm like video quý vị ơi. Cảm ơn và cảm ơn luôn. Mất luôn cái này nó chìm vô trong nước.
Vậy hả? Rồi mất tiêu chiếc dép luôn rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ vô mấy anh này anh cứu hộ cho đi mới được. Là bị đoạn nào hả chị? Tại vì nhà em gần mấy sông. Ở gần mấy sông, ờ à, 29. Kế bên sông luôn. Chưa mấy anh này vừa ra cứu hộ nè. Mấy anh giúp. Không biết anh giúp không? Chắc chịu mà. Trời ơi, gặp nạn mà lúc nào không trợ giúp được. Đây là buổi sáng của khu vực ở đường Mậu Thân đúng không quý vị? Ngay cạnh cái siêu thị Lotte đó. Cạnh siêu thị. Buổi sáng là chị này cũng đi làm sớm rồi bị chết máy xe rồi. Bộ nó chết máy luôn hả vậy? Thiệu với quý vị là buổi sáng quý vị thấy tưởng là hôm nay đã đỡ, hôm nay vẫn còn quý vị ơi. Rồi chết máy xe gì đây? Nhắc lại quý vị là khu vực ở đường Mậu Thân quý vị, cạnh siêu thị Lotte đó quý vị, buổi sáng ha. Tình hình cũng chưa gọi là thuyên giảm lắm quý vị ơi, nước vẫn còn ha. Chung năm nay có thể nói là kỷ lục luôn quý vị ơi. Khá là nhiều đó quý vị. Nước càng ngày càng lên quý vị ơi, cuồn cuộn luôn. Quá trời. Những cái điểm mà quý vị cần tránh là đường Trận Đạo nè, Mậu Thân nè, cụ thể là đường này nè và đường Cách Mạng 8. Nước càng ngày càng dâng cao quý vị, đường Mậu Thân quý vị ơi.
trời luôn nha quý vị. Không có đường chạy cái gì. Chết bà không? Chạy tầm bậy là nó chết máy nữa. Là lợi xí nghiệp máy hả? Trời ơi. Bây giờ vậy nè, chạy ra ngoài giữa con lương đó rồi chạy tới. Rồi chạy quẹo qua chứ đừng chạy đường này, chạy đường này là tiêu. Vậy hả? Chết bà không? Bây giờ còn phương án đó, bây giờ qua bên siêu thị gửi được không? Rồi lộ bộ cho không? Bây giờ năn nỉ ta chứ sao giờ tình hình nó quá trời sâu rồi. Nếu mà đi là chết máy đó, sâu lắm. Với quý vị là khu vực ở đường Mậu Thân quý vị, nhà tấn hết trơn đó. Cái này là nó có tràn vô lần nào chưa anh? Có vô lần nào chưa? Nguyên con nước này chưa phải không? Cái ngày nào mà nó bị nhiều nhất? Ngày nào? Bữa người gọi hả? Bữa 16 là dữ nhất ha. Vậy là mình che đỡ thôi chứ chưa có vô phải không? Quá trời quý vị ơi. Bích ở đâu? Trời ơi, chỗ đó nguy hiểm quá vậy. Trời ơi, nguy hiểm vậy. Rồi. Này cũng nguy hiểm. Dạ. Đây nè, nhà này muốn tới nè. Muốn tới luôn nha quý vị. Quá trời quý vị ơi. Đây con hẻm ở trong nè, trời thật sâu. Vô hẻm cái này là thua rồi. Tấn ở trong quá trời tấn rồi. Nhà mà làm cao gì đỡ nè, còn nhà thấp thấp là thua. Ờ, hẻm nè quý vị ơi, hẻm cái máy đây. Trong đây được nâng cấp cao á. Thì lá xăng quần lên hết đỡ là vẫn bị ngập. Nhắc lại quý vị là khúc này là đường Mậu Thân quý vị. Anh chị cô chú nào ở trung tâm thì chúng ta nên tránh cái đoạn khúc này. Yeah.
Rồi quý vị xem nhớ bấm like video để ủng hộ kênh quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn. Dữ lắm, sâu ở trong đó sâu dữ lắm. Vô là chết máy liền á. Bây giờ có chỗ nào gỡ không? Gỡ tạm không? Rồi mưa luôn quý vị ơi.